đó là khế kinh, ứng tụng, ký biệt, phúng tụng, tự thuyết, duyên khởi, thí dụ, bổn sự, bổn sanh, phương quảng, hy pháp, luận nghĩa. Thì đó là Đại Bồ Tát tu sửa nghiệp, triển khai giáo pháp. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu sửa nghiệp, phá bỏ kiêu mạn? Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát thường giữ sự khiêm tốn cung kính, điều phục tâm kiêu mạn, do đó chẳng sanh vào dòng họ hạ tiện, thì đó là Đại Bồ Tát tu sửa nghiệp, phá bỏ kiêu mạn. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu sửa nghiệp ngôn ngữ chắc thật thường hằng? Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nói ra tương xứng với sự hiểu biết, lời nói và việc làm hợp nhau, thì đó là Đại Bồ Tát tu sửa nghiệp ngôn ngữ chắc thật thường hằng. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát giữ cấm giới thanh tịnh? Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát chẳng khởi tác ý thanh văn độc giác và các việc khác về phá giới, chướng ngại, giác ngộ, thì đó là Đại Bồ Tát giữ cấm giới thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tri ân báo ân? Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bồ Tát hạnh, đối với việc được một ơn nhỏ còn chẳng quên báo đáp, huống là đối với ân huệ lớn mà chẳng báo đền, thì đó là Đại Bồ Tát tri ân báo ân. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát trụ sức an nhẫn? Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát dù có các hữu tình đến xúc phạm hủy nhục, nhưng đối với họ không có tâm tức giận làm hại, thì đó là Đại Bồ Tát trụ sức an nhẫn. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát thọ hoan hỷ thù thắng? Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát việc giáo hóa hữu tình đã được thành thục, thân tâm vui vẻ hưởng niềm hoan hỷ thù thắng, thì đó là Đại Bồ Tát hoan hỷ thù thắng. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát chẳng bỏ hữu tình? Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát cứu độ hữu tình tâm chẳng hằng bỏ, thì đó là Đại Bồ Tát chẳng bỏ hữu tình. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát hằng khởi đại bi? Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bồ Tát hạnh, khởi lên ý nghĩ thế này: ta vì nhiêu ích tất cả hữu tình, giả sử trải qua vô lượng vô số trăm ngàn kiếp ở trong đại địa ngục, chịu các khổ kịch liệt, hoặc thiêu hoặc nấu, hoặc chém hoặc chặt, hoặc đâm hoặc treo, hoặc say hoặc giã, chịu vô lượng sự khổ như vậy, cho đến vì muốn khiến họ nương nơi Phật thừa mà nhập Niết Bàn. Thế giới của tất cả hữu tình như vậy mà hết, nhưng tâm đại bi chưa từng mệt mỏi, nhàm chán,